Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc một vụ tai nạn kinh hoàng. Những bức ảnh này chụp lại hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại km 214, quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2021. Một xe ô tô con đã hư hỏng nặng phần đầu, nằm ngang ra chiếm một phần lòng đường. Phía bên này, chiếc xe tải bị hất văng sau tai nạn, nằm nghiêng trên mương thoát nước bên đường. Xe ô tô 7 chỗ đi phía sau xe tải cũng bị xe con tông trúng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng, tài xế điều khiển xe 4 chỗ màu trắng tên Trần Lâm Nguyên. Thời điểm này, xe 4 chỗ đang di chuyển hướng từ Đà Lạt đi Bảo Lộc. Khi đến đây thì xe 4 chỗ đã tông vào xe tải do anh Tôn Thất Giang điều khiển và xe ô tô 7 chỗ do anh Trần Duy Quốc điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 xe ô tô hư hỏng nặng, cơ quan chức năng đang điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông này.